chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tách âm thanh từ Smart TV của Samsung xuống dàn âm ly hoặc là loa vi tính. Ở đây mình sẽ thử qua loa vi tính. Tại sao mà lại tách? Bởi vì là cái dòng Smart TV của Samsung năm 2016 nó chỉ có cổng optical, không có cổng AUX, cổng 3.5 nên bắt buộc là phải dùng bộ chuyển đổi. Đây bộ chuyển đổi đó, chuyển từ cổng quang, cổng optical ra AUX đỏ và trắng này. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây các bạn, đây là bộ chuyển đó. Siêu thị Ecomart đang bán khoảng 350.000. Đây là dây quang. Đây các bạn để ý cổng này. Sẽ có hai đầu mút, các bạn tháo ra. Đầu lại các bạn cắm lên TV. Với dòng loa vi tính thì các bạn sẽ phải cắm trực tiếp. Đây các bạn để ý là có audio input này và audio output. Output này là sẽ tách âm thanh ra và nó input là sẽ kết nối âm thanh vào. Các bạn để ý là dây nguồn, dây hai đầu. Hoặc nếu như các bạn có cái rất 3.5 thì cũng có thể cắm trực tiếp vào. Mình sẽ sử dụng một đầu 3.5 cắm đây, còn hai đầu đỏ trắng thì các bạn cắm vào đây. Đây mình sẽ sử dụng dây hai đầu vàng tín hiệu hình, còn đây là đỏ trắng cắm vào audio input là sẽ thu âm thanh vào và phát qua loa vi tính. Lưu ý một vấn đề nữa là cái dòng này nó sẽ có thêm một cái cổng USB nữa. Cái cổng này các bạn phải cắm ở sườn của loa. Đây các bạn để ý. Hiện tại với Smart TV của Samsung 2016 này thì sẽ có cổng quang đây. Các bạn để ý bên dưới của cổng mạng này, cổng Commerlin và cổng quang đây. Cổng USB này các bạn sẽ cắm vào cổng USB 5A. Đầu còn lại của dây optical thì các bạn cắm vào cổng optical trên TV. Nó hơi chặt một chút nên các bạn cứ lưu ý. Khởi động TV lên. Hiện tại bây giờ với nhiều trường hợp khách hàng sau khi mua bộ chuyển và cắm xuống âm ly thì khi xem các kênh tiểu số thì có tiếng, còn đâu khi các bạn vào mạng thì lại không thấy tiếng đâu cả. Các bạn phải lưu ý. Các bạn chọn nguồn. Thank you.
bạn lưu ý, sau khi các bạn đã cắm đúng hết các rắc rồi mà tín hiệu, tức là từ bộ chuyển xuống loa vi tính hoặc xuống đi mà nó không kết nối âm thanh được, thì nó sẽ xuất hiện hiện tượng rè như này. Các bạn lưu ý vào trong phần cài đặt, các bạn bóc ra này, các bạn lưu ý các bạn vào biểu tượng màn hình này, vào cài đặt biểu tượng hình răng cưa, các bạn chọn cài đặt, các bạn chọn âm thanh, xuôi cài đặt chuyên môn. Tức là hiện tại chọn loa này, các bạn đã chọn là cổng âm thanh quang học rồi, như vậy là đúng rồi, nó sẽ xuất hiện tín hiệu như vậy, nhưng mà tín hiệu chưa ra loa thì các bạn phải xuống cài đặt chuyên môn, xuống định dạng âm thanh, các bạn chọn chế độ PCM. Tức là khi mà nó gặp cái hiện tượng là xuống loa vi tính nhưng mà tín hiệu không ra loa thì các bạn phải lưu ý, các bạn vào cài đặt chuyên môn và chọn định dạng âm thanh là PCM. Khi mà để Dolby Digital này, tín hiệu âm thanh thì nó là dành cho cổng âm thanh quang học, tức là tín hiệu âm thanh nó sẽ chuẩn hơn. Các bạn chọn là PCM để tách tiếng ra. Đấy, tất cả âm thanh các bạn đã nghe đã kết nối ra rồi. Hiện tại với cái hiện tượng mà khi mà kết nối vào mạng mà không kết nối, không chuyển đổi được âm thanh, thì các bạn nhớ là cài đặt chuyên môn và chọn chế độ âm thanh bị giảm âm thanh là PCM thì sẽ là kết nối được. Bạn lưu ý là như vậy. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm chuyển đổi âm thanh từ TV ra loa vi tính hoặc là ra dàn karaoke, tức là kết nối âm thanh chuyển từ TV xuống âm ly. Trong cái video trước thì mình đã hướng dẫn mọi người là cắm từ cổng AUX, tức là cổng jack 3.5, ví dụ như cổng này. Đây chính là cổng 3.5, cắm một đầu là jack 3.5, một đầu là hai cổng AV, tức là mình dùng dây AUX, một đầu là 3.5 và một đầu là màu đỏ và màu trắng để cắm siêu âm ly. Hiện tại thì với các model của năm 2016 trên TV Samsung thì nó không có cổng AUX nữa, mà thay vào đó là cổng Digital Audio, tức là cổng Optical, cổng quang. Ví dụ như mình đang quay đây, đấy, các bạn có thể để ý là ở sườn Smart TV Samsung 2016 thì phía bên trên của cổng anten chính là cổng optical. Cổng này thì nó là cổng quang của chuyển đổi âm thanh. Thì với những dòng TV mà không có cổng thì mình sẽ dùng những bộ chuyển đổi từ optical sang AUX. Đây, ví dụ như đây là một bộ chuyển đổi. Đấy, thì các bạn có thể là cắm trực tiếp với bộ chuyển đổi này, một đầu vào cổng này còn hai đầu ra cổng này. Đấy, thì mình sẽ có video hướng dẫn đầy đủ và các cái sử dụng cái cổng bộ cổng chuyển đổi này. Trên thị trường bán khoảng 200 đến 300 cái bộ cổng chuyển đổi từ optical ra cổng AUX. Tức là chỉ với sử dụng với những dòng TV Samsung của 2016, nó đã bỏ cổng AUX đi, thay vào đó là cổng optical. Đấy, còn các dòng TV cũ thì mình vẫn dùng cổng AUX như bình thường. Như bây giờ mình đang quay đây, các bạn để ý rất rõ. Tức là một đầu bạn cắm jack đầu 3.5 vào cổng AUX, còn hai đầu trắng và đỏ các bạn cắm ra cổng âm thanh của loa vi tính hoặc là âm ly. Đây là mình đang quay, hiện tại đây là TV TCL, dòng này thì cũng tích hợp cả cổng VGA nữa, tức là cổng truyền tải hình ảnh. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối âm thanh từ TV xuôi dàn karaoke hoặc là loa vi tính. Các bạn để ý sau mỗi lưng của TV thì nó sẽ có cổng AUX hoặc là cổng tai nghe. Ví dụ như là mình đang quay đây,
các bạn để ý là có một cái cổng và nó có cái biểu tượng tai nghe. Thì tại cái cổng này thì các bạn có thể dùng dây 3.5, tức là dây AUX, một đầu là jack 3.5, jack tai nghe đấy ạ, các bạn cắm trực tiếp vào, còn một đầu là hai cổng AB để cắm ra âm ly hoặc là ra loa vi tính. Thì trong một video trước thì mình đã hướng dẫn trực tiếp rồi, thì video này mình quay mình chỉ để hướng dẫn các bạn rõ hơn về cổng AUX thôi. À, hiện tại thì một số cổng của model TV Samsung 2016 thì nó chỉ dùng cái cổng optical, tức là cổng quang thôi. Muốn chuyển đổi âm thanh từ TV Samsung xuống thì các bạn phải dùng bộ chuyển đổi từ cổng optical sang cổng AUX. Đây chính là cổng optical.